Bộ phim Việt Nam chất lượng, bạn nên xem một lần trong đời. Bộ phim mình muốn nói đến ở đây là Mùi Cỏ Cháy, kể về cuộc chiến anh dũng của quân đội Việt Nam tại thành cổ Quảng Trị. Phim không đi sâu vào chi tiết những cuộc chiến, những pha hành động nghẹt thở như Hollywood, mà chủ yếu thể hiện sự nghiệt ngã của chiến tranh để chứng minh chiến tranh đau đớn đến nhường nào. Một viên đạn xuyên vào người lính dù bên nào đi chăng nữa, thực ra nó đã xuyên vào trái tim một người mẹ. Người lính ngày ấy chỉ có một điều ước duy nhất là được trở về với mẹ mà thôi. Mẹ kính yêu của con, có lẽ là bức thư cuối cùng con gửi về cho mẹ. Khi thư này tới tay mẹ, con đã nằm sâu trong lòng đất thành cổ. Con ước ao chỉ một lần nữa thôi, được nghịch ngợm như ngày nào, để được mẹ lấy phất trần quất mấy cái vào mông, phải thật đau vào. Mẹ ơi, khi nước nhà thống nhất, mẹ đón con về nhé. Con nằm cách chân tường thành cổ góc đông nam chỉ 10 mét thôi mẹ ạ. Con đi, mẹ ở lại trăm tuổi bạc đầu.